Xin chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đến với kênh YouTube của Mark Home. Quý vị thân mến, ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị công trình của gia đình nhà anh Lê Quang Vinh có địa chỉ tại Quang Hanh, Cẩm Phả, Quảng Ninh. Trước khi mà chúng ta vào khám phá chi tiết công trình, xin mời quý vị chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua về Mark Home. 0964458888 hoặc 0924099999 hoặc 0828133333. Ở đây là các số hotline của chúng tôi sẽ có nhân viên tư vấn trực 24/24. Quý vị có thể là gọi điện đến bất kỳ lúc nào, khoảng 2-3 giờ sáng hoặc là những ngày cuối tuần thì đều có nhân viên túc trực hết. Đây thì chính là cái kênh trang chủ chính của Mark Home chúng tôi trên YouTube. Và kênh này thì sẽ có đăng tải rất là nhiều này, những cái video các công trình mà chúng tôi thi công trọn gói này, và những cái công trình mà chúng tôi đã thiết kế trong thời gian gần đây. Hiện tại thì luôn luôn được cập nhật nhé. Quý vị có thể vào đây để tham khảo này, và có thể là quý vị có thể vào đây để tham khảo những cái ý tưởng để xây dựng nên ngôi nhà của mình. Và ngoài ra thì quý vị cũng có thể là truy cập website đây, tên miền là thiết kế thi công trọn gói .com. Ở đây thì Mark Home đang có rất là nhiều chương trình này. Đặc biệt thì chúng tôi là đơn vị duy nhất và hiện tại có nhà máy sản xuất và có tổng kho trên toàn quốc để có thể là cung cấp vật tư vật liệu tới các công trình. Ở tại cái trang web này thì chúng tôi, quý vị có thể nhìn thấy, đầu tiên thì là những cái công trình mà chúng tôi đã thiết kế. Và đây thì có cập nhật giá tiền đầy đủ nhá, và minh bạch nhá. Và các công trình cũng như là giá thì chúng tôi luôn luôn cập nhật thường xuyên. Ngoài ra thì còn có các công trình mà đang thi công hoặc là đã thi công hoàn thiện xong rồi. Đây, có giá trị cụ thể đấy ạ, quý vị có thể tham khảo qua. Dưới thì sẽ là phần nội thất này. Ở đây thì chúng tôi sẽ có hệ thống chi nhánh chính. Tại trụ sở miền Bắc thì sẽ là tòa nhà Mark Home tại 180 đường Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Tại trụ sở miền Nam thì sẽ là tòa nhà Mark Home số 162-164 đường Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Tại chi nhánh miền Trung thì sẽ là 28 Hà Hoàng, Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh. Ở chi nhánh miền Tây là 98A Lý Thái Tổ, nối dài, phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Tại chi nhánh Đồng Tháp là 226 Nguyễn Tất Thành, phường An Hòa, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Và đây là toàn bộ hệ thống chi nhánh của Mark Home trên toàn quốc. Quý vị ở bất kể miền nào, miền Bắc, miền Nam, miền Trung hay miền Tây thì đều có chi nhánh của chúng tôi hết. Và nếu mà quý vị nào để yên tâm hơn ạ, có thể là lên trực tiếp những cái trụ sở của chúng tôi. Bởi vì là ở ngoài trụ sở này thì là nơi làm việc của các kiến trúc sư này. Ngoài ra thì chúng tôi còn có các hệ thống showroom này trực tiếp ở dưới trụ sở nữa. Quý vị có thể qua này tham quan trực tiếp, trải nghiệm sản phẩm, cũng như là mang về cho mình những cái sản phẩm giá trị nhất. Và ngoài ra thì quý vị cũng có thể là truy cập vào cái trang web tên miền là markhomegroup.vn. Ở kênh này thì quý vị có thể thấy này, đây, hiện tại thì Mark Home của chúng tôi nhá, đang có các cái dòng sơn như là bột bả chống thấm rất là cao cấp. Và có một cái lợi thế là các vật tư vật liệu đều do chúng tôi trực tiếp sản xuất và phân phối độc quyền. Đó, nên là quý vị có thể hiểu được tất cả về các vật tư vật liệu này để có thể tư vấn cho chủ nhà các giải pháp thi công để làm sao mà cho công trình không những đẹp mà giá tiền thì còn rẻ. Bởi vì khi là chúng ta mua vật tư vật liệu của Mark Home ấy, thì chúng ta sẽ mua với cái giá gốc trực tiếp từ nhà máy. Chế độ bảo hành thì dài hạn rồi, hàng thì luôn luôn chính hãng. Bình thường khi mà chúng ta ra cửa hàng mua thì đã phải thông qua rất là nhiều khâu này, nhiều cấp này, thông qua các cấp đại lý, cấp nhà phân phối, cấp tổng vùng, tổng kho. Thì mỗi một cấp như vậy thì chúng ta sẽ mất đi là khoảng tầm từ 10-15%. Thì tự nhiên là cái đơn giá mà chúng ta mua rất là cao. Chính vì thế mà những cái công trình tự thi công ấy, thì bao giờ giá nó cũng cao hơn rất nhiều so với chúng ta khi mà thi công trọn gói. Và đặc biệt tại Mark Home của chúng tôi, sau khi mà quý vị ký hợp đồng thì chúng tôi sẽ thi công tuân thủ theo bộ hồ sơ thiết kế này, theo vật liệu mà chủ nhà đã lựa chọn và theo giá tiền đã thống nhất ngay từ ban đầu khi ký hợp đồng. Và Mark Home cam kết thì sẽ không phát sinh trong cái suốt quá trình thi công nhé. Và trên website này thì chúng tôi có up lên này rất là nhiều những cái mẫu nhà đẹp này, quý vị có thể tự truy cập vào để xem. Ngoài ra ở đây thì cũng có rất là nhiều những công trình thực tế do chúng tôi đã thi công xong rồi, để quý vị có thể là trực tiếp ngắm nhìn cũng như là trải nghiệm. Ngoài ra thì Mark Home của chúng tôi thì sẽ còn có một cái trang fanpage chính trên Facebook, đó chính là Công ty Cổ phần Kiến trúc và Xây dựng Mark Home. Ở đây thì chúng tôi sẽ cập nhật này, đây, những cái mẫu nhà đẹp này, cũng như là nhiều những cái chương trình ưu đãi hấp dẫn đang diễn ra. Và quay trở lại với cái công trình chính của ngày hôm nay ạ, đó chính là công trình của nhà anh Lương Hữu Mạnh tại Tư Mại Yên Dũng, Bắc Giang.
Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá phần 3D của công trình trước quý vị nhé. Bạn đang muốn xây nhà nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Bạn đang gặp khó khăn trong vấn đề xin cấp phép xây dựng. Bạn đang thiếu vốn để xây dựng căn nhà của mình. Đừng lo lắng vì xây nhà đã có Mac Home. Mac Home, hệ thống thiết kế xây dựng trọn gói lớn nhất Việt Nam hiện nay với hơn 5.000 thợ tay nghề cao được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, thi công gấp rút, tận tụy với khách hàng, sử dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào thi công. Cùng với đó là 200 kỹ sư, kỹ trúc sư tay nghề cao sẽ giúp cho ngôi nhà đẹp, kết cấu vững chắc và các thầy phong thủy chuyên môn cao giúp xem ngày giờ động thổ, hóa giải thế đất xấu cho khách hàng. Mac Home có hệ thống nhà kho, bến bãi, tự nhập khẩu và sản xuất nguyên vật liệu mang thương hiệu Mac Home vào công trình, nên giá thành luôn rẻ và cạnh tranh. Mac Home đã triển khai showroom nội thất, thiết bị vệ sinh và vật liệu xây dựng trên khắp cả nước, giúp khách hàng trực tiếp trải nghiệm, cảm nhận về chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ uy tín. Hỗ trợ khách hàng vay vốn ngân hàng lên tới 75% tổng giá trị công trình và chế độ bảo hành nhà dài hạn. Mac Home đã đạt được nhiều giải thưởng danh giá, giải top 50 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam, top thương hiệu sao vàng nước Việt, giải nhất cuộc thi thiết kế nhà đẹp toàn quốc và là thương hiệu được hàng ngàn khách hàng trên khắp cả nước tin tưởng đặt niềm tin trong suốt hơn 10 năm qua. Nhanh tay liên hệ tới Mac Home qua số hotline 096 445 8888 hoặc 0828 133 333. Xây nhà không khó vì có Mac Home. Quý vị thân mến, quay trở lại với công trình của nhà anh Lê Quang Vinh ngày hôm nay. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá về 3D của công trình. Nhìn vào công trình này, chúng ta có thể thấy công trình sẽ được thiết kế theo phong cách hiện đại cùng với lại hệ mái bằng 2 tầng 1 tum. Về phong cách hiện đại thì đây có thể được xem là một cái xu hướng phổ biến nhất hiện nay, đặc biệt là với giới trẻ. Phong cách này thì được lựa chọn bởi cái sự cân bằng giữa thẩm mỹ và công năng sử dụng. Nó được áp dụng cho mọi công trình như là chung cư, nhà phố, biệt thự. Dù là trong kiến trúc hay nội thất thì điểm nổi bật của phong cách hiện đại thì đó chính là nó tương đối đơn giản. Và với cái kiến trúc phong cách hình khối mạnh mẽ, đường nét kiến trúc mai nghĩa tạo ấn tượng về một sự khỏe khoắn hiện đại thì vật liệu được sử dụng thì đều là những vật liệu mới. Và cái đặc điểm mà chúng ta có thể nhận thấy được cái phong cách hiện đại đó chính là sử dụng được những cái hình kỳ hà, ví dụ như là những cái hình vuông hay là hình chữ nhật. Các diện tường phào chỉ thì không có bất kỳ một cái phù điêu hay là hoa văn đắp vẽ gì. Ngoài ra thì chúng ta sẽ còn có thêm hai phong cách nữa, đó chính là phong cách tân cổ điển và phong cách cổ điển. Hai phong cách này thì thường là sẽ cầu kỳ hơn rất là nhiều, cũng như là sẽ thường thiết xuất hiện qua những cái căn biệt thự này hay là biệt phủ. Và cái giá thành của nó thì cũng sẽ đắt hơn rất là nhiều so với phong cách hiện đại. Về màu sắc công trình thì công trình này được pha trộn rất là hài hòa với những cái màu này, màu sơn trắng này. Đặc biệt ở dưới khu vực phần mặt tiền tầng 1 thì sẽ được ốp bằng chất liệu là gạch granite màu xám ghi, kết hợp cùng với lại màu nâu ở phần gỗ nhựa để ốp toàn bộ này, cái phần khu vực bồn hoa này cũng như là phần dưới mái. Tính gần hơn một chút thì chúng ta có thể thấy này, công trình này của chúng ta thì sẽ sử dụng là cái hệ bậc tam cấp bao gồm 3 bậc đi lên. Thì theo thuật tính thời xưa thì cái bậc tam cấp sẽ giúp cho việc đi lại này, di chuyển giữa trong và ngoài sân nhà thì sẽ trở nên thuận tiện hơn. Và để phân chia hai không gian đấy thì ông cha ta đã sử dụng cái bậc thềm ở cái phía trước nhà và phân thành 3 bậc với nghĩa là thiên địa nhân. Thì đó chính là gọi là bậc tam cấp. Và khi mà quý vị có thể nhìn thấy thì khi mà chúng tôi sử dụng cái phần bậc tam cấp cho căn nhà này là quá phù hợp rồi. Với 3 bậc đi lên thì sẽ làm cho cốt nền của ngôi nhà trở nên cao ráo hơn, rất là phù hợp với hình khối của một cái ngôi nhà hiện đại như thế này. Và đặc biệt thì sau này cái phần đường phía ngoài có bị tôn cao lên thì cũng sẽ không làm cho ngôi nhà của chúng ta trở nên quá thấp hơn so với mặt đường. Ngôi nhà này của chúng ta thì sẽ có thiết kế sử dụng này, toàn bộ hệ thống cửa chính này, cửa phụ, cửa đi, cửa sổ của ngôi nhà này thì đều được sử dụng bằng chất liệu đó chính là cửa khung nhôm kết hợp cùng với kính cường lực. Chúng ta cần phải lưu ý khi mà sử dụng những cái cửa hệ thống khung nhôm như thế này là sẽ bao gồm 3 phần. Đầu tiên là sẽ là cái phần khung nhôm ở phía ngoài. Đây chính là cái phần bảo vệ ở phía bên ngoài và nó liên kết giữa cái phần tường cũng như là phần cửa. Thì sẽ có rất là nhiều những cái chất liệu và độ dày khác nhau. Ví dụ như là nhôm sinh pha này, nhôm Việt Pháp, PMA hay là không hệ 45, hệ 55. Cái tiếp theo chúng ta cần phải để ý đó chính là cái phần kính ở phía bên trong. Kính thì cũng có nhiều loại kính như là kính cường lực, kính phản quang hay là kính hai lớp. Như căn nhà này chúng ta có thể sử dụng toàn bộ hiện tại là kính cường lực hết.
Cái thứ ba đó trên cái phần phụ kiện. Phụ kiện chính là cái phần này, ví dụ như là tay nắm này, hệ thống bản lề này, hay là cái phần keo liên kết ở phía bên ngoài. Đặc biệt là chúng ta cần phải sử dụng những cái hệ thống phụ kiện rất là cao cấp. Bởi vì là ví dụ nhá, như chúng ta sử dụng cái hệ thống keo liên kết ở phía bên ngoài này, phần cửa sổ này, hay là cửa chính này, thì khi mà chúng ta sử dụng keo ấy, cái loại keo nó không được tốt, thì sau này nước mưa về phía bên ngoài có bắn vào ấy, thì nó sẽ rất dễ thấm vào tường. Chính vì thế mà cái phần phụ kiện là một cái phần không thể thiếu, và gia chủ mà tự mình lựa chọn này cũng như là kiểm định là một cái điều tốt, rất là tốt. Về phần lan can ở phía ban công, công trình này được sử dụng hoàn toàn bằng chất liệu đó chính là kính cường lực. Kính cường lực bây giờ thì nó đang đơn giá dao động khoảng tầm là từ 1,5 triệu trên 1 mét dài. Ngoài ra thì kính cường lực này nó còn có cái tác dụng nó giúp là ngôi nhà của chúng ta sẽ trở nên vô cùng thông thoáng. Nó mang đúng cái chất của một ngôi nhà hiện đại, và đặc biệt thì nó sẽ không bị che chắn bởi tầm nhìn phía xung quanh. Ngôi nhà này thì cũng có thêm này, ở dưới khu vực phía dưới tầng 1 này, cũng như bên tầng 2 này, và toàn bộ khu vực tầng tung phía bên trên nữa, thì đều có những cái hệ thống bồn hoa. Bồn hoa thì nó sẽ làm tăng thêm cái vẻ đẹp cho ngôi nhà, giúp ngôi nhà của chúng ta thì hòa nhập với thiên nhiên nhiều hơn. Tuy vậy thì qua một cái thời gian sử dụng thì do phải tiếp xúc với rất là nhiều những điều kiện bên ngoài, ví dụ như là mưa, lạnh, nắng nóng, thì đồng thời các vật liệu như là đất, cát, nước tồn đọng khá là lâu ngày rồi, thì các bồn hoa này thường thì sẽ bị rơi vào cái trạng thái như kiểu là nứt nẻ này, thẩm thấu bên trong tường. Không chỉ vậy thì còn cái rò rỉ cái bồn hoa còn kéo theo là cái lớp cốt thép phía bên trong chân tường nữa, thì cột trụ thì cũng nó sẽ cũng bị hoen rỉ. Chính vì thế mà nó thấm nước vào bên trong công trình nhà ở. Do đó thì việc tuân thủ đúng quy trình chống thấm thì sẽ là một việc rất là cần thiết. Và ngoài việc bảo vệ duy trì tuổi thọ cũng như là vẻ đẹp của bồn hoa, thì nó còn giúp là ngăn chặn tình trạng thấm rột đến các phần quan trọng khác của ngôi nhà. Có rất nhiều cách để có thể xử lý chống thấm. Cách đầu tiên là có thể là chét dày ở phía bên trong. Sau đó thì có thể là mua thêm những hệ thống hộp nhựa này đặt ở phía bên trong rồi đổ đất lên trồng cây. Cái thứ hai là chúng ta có thể là sử dụng những cái keo đất sét chống thấm này, hay là nhựa đường, silica hay là màng dán bitum. Một điều rất là đặc biệt đó chính là ở trên các diện tường này cũng như là ở dưới phần mái này thì cũng sẽ có thêm những cái hệ thống là đèn downlight chạy dọc để có thể là cung cấp ánh sáng cho ngôi nhà, cho nhà thêm nổi bật và lung linh hơn vào ban đêm. Đây là một cái góc khác của ngôi nhà. Nhìn thấy không? Phía mặt bên này cũng vô cùng đẹp, mặc dù là một cái ngôi nhà lô phố. Cổng và tường bao thì cũng là một trong những vấn đề rất là quan trọng quyết định đến cái yếu tố vẻ đẹp của ngôi nhà, và nó tạo ấn tượng cho khách đầu tiên ngay từ khi mà bước vào ngôi nhà vậy. Một ngôi nhà đẹp là một ngôi nhà mà có sự tổng hòa của tất cả các chi tiết chính, chi tiết phụ. Ngôi nhà đẹp rồi thì cái phần cổng và hệ thống tường bao làm sao phải đồng nhất để cùng đẹp cùng nữa. Chứ nếu như mà chúng ta sử dụng một cái hệ thống cổng rất là sơ sài thôi thì nó sẽ làm cho ngôi nhà của chúng ta nó mất đi cái, nó kém đi cái vẻ thẩm mỹ. Nhưng toàn bộ đây thì hệ thống cổng này cũng được sử dụng những cái vật liệu mà nó rất là cao cấp và đồng nhất. Cổng sẽ được làm bằng chất liệu sắt hợp sơn tĩnh điện kết hợp cùng những phần gỗ nhựa này. Ở phía bên cổng này thì sẽ ốp bằng chất liệu đá trẻ. Còn đây nữa thì cũng sẽ có những phần tường gạch được sơn trắng như thế này, rất là nổi bật. Và ngay từ phía hai bên này thì cũng sẽ có những hệ thống bồn hoa để trồng cây. Đây là góc nhìn từ phía bên trên xuống. Ngôi nhà này của chúng ta thì sẽ được thiết kế theo cái hệ máy bằng. Nhà máy bằng thì sẽ được thiết kế đổ trực tiếp vào phần bê tông lên một cái dàn cốt thép, tạo thành một mặt phẳng kiên cố và chắc chắn. Máy bằng thì có những ưu điểm rất là nổi trội như là thi công thì dễ dàng, tốn ít chi phí và cái thời gian thi công. Thi công nhà máy bằng thì đơn giản nhưng mà lại vô cùng tinh tế. Và đối với những căn biệt thự máy bằng thì các gia chủ hoàn toàn chúng ta có thể tận dụng cái phần ngay phía trên chân thượng như thế này đó, để sử dụng trong cái mục đích là sinh hoạt của cả gia đình. Và cái không gian trên cao thì rất phù hợp với một cái không gian xanh. Đối với nhà phố hay là nhà quê thì sân thượng sẽ là một cái nơi vui chơi giải trí cho cả gia đình. Ở phía đằng sau này thì có thêm một cái khu vực để chúng ta có thể là để tét nước và thái dương năng. Phía bên trên này có lợp thêm một cái phần hệ thống mái. Nhà máy bằng của chúng ta thì sẽ có thường là có 3 lớp. Lớp đầu tiên thì đó chính là cái lớp kết cấu chịu lực, cái thứ hai lớp tạo dốc, và cái cuối cùng đó chính là lớp chống thấm ở phía bên trên để đảm bảo cho ngôi nhà của chúng ta tránh hiện trạng là ngấm rột. Và cái quy trình khi mà chúng ta thi công mái bằng ấy cũng phải rất là lưu ý. Đó chính là khi mà chúng ta đổ bê tông cái mái thì cũng sẽ tương tự như là quy trình đổ bê tông sàn. Và trong trường hợp mà đổ bê tông vào mùa hè thì khi nhiệt độ mà trên 30 độ C thì bê tông sẽ phải đổ liên tục để đảm bảo được cái tính liên kết của bê tông. Cái tiếp theo là sau khi mà chúng ta đổ cái bê tông sàn mái xong thì sẽ đầm vào gạt mặt, sau đó thì chờ cho bê tông bay bớt hơi nước và khô se rồi tiến hành đầm lại thêm một lần nữa. Và nếu như mà chúng ta kiểm tra nhé mà thấy là cái bê tông của chúng ta lõm khô ấy thì bê tông đó đã se lại, là không đấm thêm được nữa. Còn khi mà trời nắng
thì thời điểm đầm lại là khoảng tầm 2 giờ sau khi mà đầm lần đầu, và trời mát hơn thì có thể đến 4 giờ. Và trong trường hợp nếu mà chúng ta kiểm tra mà thấy cái mặt là có cái nước ấy, nó nổi lên li ti trên cái bề mặt, thì hãy có thể là rắc một cái lớp bột xi măng đều và tất thưa mỏng lên trên cái bề mặt bê tông đấy. Sau đó thì sẽ dùng cái bàn xoa gỗ và xoa kỹ cho thật phẳng. Cái mặt sàn mái thì sẽ được chia thành từng giải để đổ bê tông, và mỗi một giải thì sẽ rộng từ 1 cho đến 2 mét. Và yêu cầu khi mà chúng ta đổ thì phải thực hiện theo đúng cái quy trình và đổ xong một giải mới sang giải tiếp theo. Và khi mà chúng ta đổ xong một giải rồi thì chúng ta mới sang cái giải tiếp theo. Và khi đổ bê tông ấy, thì sẽ cách sàn mái, cách đầm chính khoảng tầm là từ 1 mét thì tiến hành thi công đổ bê tông dầm chính. Và đổ bê tông vào cái dầm cách mặt trên cốt pha khoảng tầm là từ 5 cho đến 10 cm thì sẽ tiếp tục đổ bê tông sàn mái. Quý vị có thể thấy là ngôi nhà của chúng ta thì tọa lạc trên một cái mảnh đất này, nó khá vuông vắn, cho chúng tôi cũng thiết kế làm sao được ngôi nhà này để lùi ngôi nhà phía bên một bên này, phía khoảng sân trước này và phía mặt bên như này, khoảng sân rất là rộng, phía sau cũng có thêm một cái lối nữa. Đây, nhìn toàn bộ từ trên xuống như thế này thì thấy là ngôi nhà của chúng ta trở nên vô cùng thông thoáng, và chúng ta có thể là có một không gian rất là thoải mái để gia đình có thể vui chơi sinh hoạt. Và đó là toàn bộ phần mặt bằng ba, và đó là toàn bộ phần 3D của công trình. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá về cái phần bóc mái, hay còn gọi là phần mặt bằng bóc tay mái đấy. Đây thì chính là cái phần mà chúng ta có thể thấy được toàn bộ không gian bên trong này, ở những vị trí nào nên đặt bàn ghế này, vị trí nào đặt giường ngủ này, hay là hệ tủ này. Và đây cũng có thể là một cái yếu tố để cho quý vị có thể tham khảo cho chính căn nhà của mình khi mà làm nội thất. Và nhìn từ phía bên trên xuống thì thấy là chúng ta sẽ từ khu vực cửa chính này đi vào không gian đầu tiên thì sẽ là khu vực phòng khách, một bộ sofa rất là lớn, phía bên này sẽ là kệ tivi. Tiếp theo phòng khách sẽ là khu vực phòng bếp, tận dụng ngay với khu vực chỗ cầu thang như thế này, một bộ bàn ăn rất là lớn ở đây. Không gian tiếp theo, đây là nhà vệ sinh chung cho cả tầng 1. Còn phía cuối căn nhà thì sẽ là một cái khu vực phòng ngủ, và từ đây chúng ta sẽ có một hành lang này đi thẳng vào phía khu vực là phía sau sân ướt của ngôi nhà. Đây là một cái góc khác ở phía dưới khu vực tầng 1. Đây là chi tiết rồi. Bước này tầng 2 thì chúng ta có thể thấy này, ở đây thì chính là cái khu vực là phòng sinh hoạt chung. Bên này là khu vực phòng thờ. Đây thì sẽ là khu vực là nhà vệ sinh chung cho cả tầng 2. Còn hai bên, hai đầu thì sẽ là tận dụng thành hai phòng ngủ. Đấy, rất là rộng, đều có một hệ thống cửa sổ. Đây là một cái góc khác ở trên tầng 2. Còn đây là khu vực tầng tum. Chúng ta sẽ có một cái cầu thang này để lên khu vực tầng tum này, bên trên này. Gia chủ đặt thêm một cái bộ bàn ghế ở đây để chúng ta có thể là thoải mái thưởng trà đánh cờ. Đây chính là cái hiện trạng của công trình này. Có thấy từ phía bên trên cao nhìn xuống đấy ạ, thì cái ngôi nhà của chúng ta sau này sẽ dỡ ngôi nhà cũ đi và chuẩn bị là xây dựng công trình mới. Đây là chính là hình ảnh ký kết hợp đồng của gia chủ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá chi tiết về bộ hồ sơ của công trình. Bất kỳ một ngôi nhà nào thì cũng đều phải có tối thiểu 3 bộ hồ sơ về kiến trúc, kết cấu, điện nước. Ngoài ra thì còn có thêm về nội thất, phong thủy hay bóc tách dự toán. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công. Chủ đầu tư là anh Lê Quang Vinh, địa điểm là Quang Hanh, Cẩm Phả, Quảng Ninh. Cái đầu tiên chúng ta cần phải chú ý đó chính là cái phần mục lục của bản vẽ kiến trúc. Trong phần mục lục này thì chúng ta sẽ biết được hết tất cả những cái phần chính của cái công trình này, ví dụ như là cái phần mặt bằng này, mặt đứng này, mặt cắt này, rồi là các cái chi tiết, ví dụ như chi tiết cửa đi, chi tiết cửa, chi tiết thang, chi tiết vệ sinh. Tổng cộng ở đây sẽ là 34 mục tất cả. Nhìn vào mặt bằng tổng thể, chúng ta có thể thấy được thì ngôi nhà chúng ta tọa lạc trên một cái mảnh đất với cái hình chữ nhật như thế này. Công trình chính sẽ được xây dựng để lùi một bên, phía trước là một khoảng sân rất là rộng để có thể bố trí vui chơi sinh hoạt. Còn gia đình cũng sẽ giữ một cái công trình nhà cũ ở phía bên cạnh như này nữa. Còn phía đằng sau thì cũng sẽ có một khoảng đất để lại. Đây thì chính là cái phần mặt bằng bát trạch của công trình. Nhìn vào khu vực này chúng ta có thể thấy này, gia chủ sinh năm 1979, cung chấn mệnh mộc hoặc đông tứ mệnh. Những cái hướng tốt hợp gia chủ thì sẽ là hướng nam sinh khí phúc lộc vẹn toàn, hướng bắc thiên y thiên thời che chở, hướng đông nam phúc đức mọi sự ổn định, và hướng đông phục vị được sự giúp đỡ. Như vậy thì khi mà chúng ta biết được cả cái mặt bằng bát trạch như thế này thì chúng ta có thể được bố trí để những khu vực, ví dụ như là các hướng tốt sẽ đặt về hướng nhà này, hướng bếp, hướng ban thờ, còn lại thì các hướng xấu sẽ dùng để đặt nhà vệ sinh hay nhà kho. Đây thì chính là mặt bằng công năng của công trình. Đầu tiên thì chúng ta sẽ phải để ý đến cái thông số của công trình này. Về cái phần chiều ngang công trình thì sẽ là 5 m, còn chiều sâu đây thì sẽ là 16,3 m.
Như thế thì chúng ta sẽ có này, diện tích cho một mặt sàn rơi khoảng tầm 81m2, và tổng diện tích hai sàn thì sẽ là 163m2, chưa tính phần tu ở phía bên trên. Từ cái khu vực đầu tiên, sảnh chính này, bước phía bên trong sẽ là phòng khách. Phòng khách ở đây sẽ là một bộ sofa rất là lớn này, để gia đình có thể thoải mái tiếp khách. Có thêm một cái kệ tivi ở ngay phía đối diện. Tiếp theo thì sẽ liên thông với cái khu vực đó là như phòng bếp hay là phòng ăn. Một bộ bàn ăn đặt ở chính giữa như thế này. Bếp ăn thì sẽ làm việc ngay phía bên này. Hệ tủ bếp thiết kế theo hình chữ Y với thứ tự bếp nấu, bồn rửa, tủ lạnh, để tránh yếu tố phạm xung phong thủy, đồng thời có thể là giúp chúng ta có thể tối ưu hóa được việc di chuyển không gian bếp. Mọi thao tác trong bếp sẽ được dễ dàng hơn. Cầu thang của căn nhà thì sẽ nằm ở giữa công trình. Vì là căn nhà ống nên thường thường bao giờ thì cầu thang cũng đặt ở phía giữa để có thể là thuận tiện cho việc di chuyển. Tiếp theo là nhà vệ sinh chung ở dưới tầng 1, đầy đủ thiết bị như lavabo, bồn vệ sinh và tấm sen. Ở phía cuối căn nhà chúng ta sẽ có một phòng ngủ. Phòng ngủ có đầy đủ hết tất cả thiết bị như là giường ngủ này, hệ thống tủ quần áo, tắp đầu giường, bàn trang điểm. Và ở đây chúng ta sẽ có thêm một cái hệ thống, đó chính là cái cửa hậu đi ra phía sau của ngôi nhà. Bước lên tầng 2 thì khu vực đầu tiên từ cầu thang lên này thì sẽ là khu vực phòng sinh hoạt chung, để gia đình có thể là thoải mái quây quần này, các thành viên gia đình có thể là gắn kết với nhau nhiều hơn, hoặc là ví dụ như là khi mà nhà của chúng ta mà có khách chẳng hạn thì có rất là nhiều khách. Bố thì tiếp khách ở dưới thì mẹ có thể là dẫn khách lên đây tiếp khách ở trên, hai tốc khách khác nhau. Cái bên cạnh này sẽ là khu vực phòng thờ, khu vực tâm linh cả ngôi nhà. Ở đây thì phòng thờ sẽ có một hệ thống cửa như thế này. Để bước vào gian thờ của chúng ta, cho gian thờ thêm phần tâm linh hơn, kín đáo hơn. Phướng ban thờ được các kiến trúc sư và thầy phong thủy của chúng tôi tính toán rất là kỹ lưỡng, làm sao đặt cái hướng tốt cho gia chủ. Ở phía này sẽ là khu vực nhà vệ sinh chung cho cả tầng 2. Nhà vệ sinh này cũng có đầy đủ hết các tất cả thiết bị như lavabo, bồn vệ sinh và tấm sen. Và nhà vệ sinh có thiết kế đồng trục và đồng nhất với nhà vệ sinh bên dưới, giúp đặt hộp kỹ thuật đi đường điện, đường nước được dễ dàng hơn. Trên khu vực tầng 2 sẽ có hai phòng ngủ. Phòng ngủ 2 nằm phía bên này, phòng 3 nằm ở đây. Riêng phòng ngủ 3 thì cũng có thêm một khu ưu ái, được một khu cửa rất là lớn ra phía ban công ở phía trước nhà. Ở đây sẽ là khu vườn hoa này. Và có thể thấy thì trong các phòng ngủ chúng tôi ấy, thì cái phòng ngủ này thì có một cửa rất lớn rồi. Còn phòng ngủ này thì sẽ có hai cửa hệ thống cửa sổ. Đấy, kết hợp cùng hai hệ thống cửa sổ ở phía đằng sau nhà này, cũng như là một hệ thống cửa sổ phía bên hông nhà. Ba cửa sổ kết hợp với nhau thì sẽ giúp được điều hòa không khí này. Và mà khi gia chủ chúng ta ngủ không gian này thì sẽ không cảm giác bí bách hay là chật chội. Khu vực tầng tung của chúng ta thì sẽ chủ yếu là hai khu vực sân phơi và sân chơi. Ở đây bước ra này, chúng ta sẽ phía trước nhà chúng ta sẽ có một khu vực như thế này. Đây đằng sau cũng có này, tha hồ thì thoải mái, mọi người có thể là vui chơi sinh hoạt cũng như tận dụng để phơi đồ. Đó là toàn bộ mặt bằng công năng của công trình. Đây thì chính là cái phần mặt đứng. Nhìn vào công trình này của chúng ta này thì sẽ thấy là cái chiều cao tính từ cốt sân này lên khu vực đỉnh mái này thì sẽ là gần 11m. Trong khi đó chúng ta sẽ có cái chiều cao của bậc tam cấp đi lên là 500mm. Chiều thông thủy của căn nhà dưới tầng 1 thì sẽ là 3,7m. Chiều thông thủy tầng 2 là 3,3m. Và tầng tung bên trên cũng là 3,3m. Đây chính là phần mặt cắt của công trình. Nhìn vào phần mặt cắt này thì chúng ta có thể thấy này, toàn bộ những cái không gian phía bên trong. Đấy, những cái phần mà nó cắt qua. Đấy, chiều ví dụ như là chiều cao của cái cửa đi này, cửa sổ này, tường, rầm, sàn. Đặc biệt chúng ta cũng có thể là đọc được những cái biện pháp thể thi công. Đầu tiên là cái vị trí để chúng ta hạ cốt sàn này, ví dụ như là nhà vệ sinh, nhà bếp, sân ướt, sảnh hiên. Cái thứ hai thì chính là vị trí nào chúng ta cần đổ bê tông. Như đây quý vị có thể thấy là ở phía dưới khu vực này, sàn tầng 1 này, sàn 2 này, và khu vực sàn tầng tung này thì đều đổ bê tông hết. Đây là cái phần mặt bằng lát sàn của căn nhà. Khi mình nhìn vào đây thì chúng ta có thể thấy được những cái phần nào chúng ta cần phải sử dụng loại gạch nào. Ví dụ như là những cái ở ký hiệu số 1 như thế này thì sẽ là sử dụng là gạch granite chống trơn màu theo chỉ định. Đấy, số 2 khu vực nhà vệ sinh thì sẽ sử dụng là gạch granite chống trơn màu theo chỉ định. Đấy, mỗi một cái khu vực khác nhau thì sẽ sử dụng những loại gạch ốp lát khác nhau. Và khi mà chúng ta có cái hồ sơ mặt bằng lát sàn như thế này, chúng ta có thể là xác định những cái vị trí này. Đấy, viên gạch còn nguyên này, những cái vị trí nào cần phải cắt gạch này, để tránh hiện tượng là thợ cắt quá nhiều vẫn dẫn đến tốn kém cho chủ đầu tư. Đây thì chính là cái phần cửa chính của công trình này. Cửa chính của công trình này quý vị có thể thấy ạ, này sử dụng là cửa đi 4 cánh mở, kích thước là 2700 x 2700 mm, chất liệu là nhôm hệ kính dày 8.38.
Cái phần cửa chính này quý vị cũng còn phải lưu ý với tôi, đó chính là cái phần sử dụng kích thước lỗ ban. Chúng ta sẽ lấy này toàn bộ kích thước này phủ bì ở phía bên ngoài là 22,7 m, trừ đi cái khuôn bao phẳng nẹp thì sẽ ra được những cái kích thước ánh sáng lọt sáng lọt khe như công trình này là 2580. Thì quý vị có thể là truy cập vào cái trang web này macrocomgroup.vn, sau đó thì tới đầu này có mục thước lỗ ban này, tới xuống tới một tí như công trình vừa rồi ấy, thì cái kích thước chính của nó sẽ là 2850. Đây, chúng ta nhập 2850 vào đây. Như thế thì với cái thông số này sẽ rơi vào cái cung tắc lộc. Cung tắc lộc thì nó sẽ nằm trong khoảng thiên tài rất là tốt. Cặp khoảng thiên tài thì chủ nhà sẽ luôn may mắn về tài lộc, tài năng đắc lợi, con cái được nhờ vả, hiếu thảo, gia đạo trí thọ an vui. Đấy, còn nếu chẳng hạn như chúng ta mà tính toán không cẩn thận này, nó vào cái cung này, ví dụ như vào cái cung hệ quản chẳng hạn, đây là một con số vô cùng xấu, nằm trong khoảng tiên tai xấu này. Cặp khoảng này thì coi chừng ốm đau nặng, chết chóc mất của, vợ chồng sống bất hòa, con cái gặp nạn. Đó chính là lý do khi mà quý vị thiết kế cửa chính ấy, thì cũng cần đặc biệt phải lưu ý. Đây là những cái chi tiết là cửa đi này, cửa sổ này, đây là mặt bằng cầu thang, đây là các số bậc ở cầu thang này, chi tiết tay vị này. Và quý vị có thể thấy là trong tất cả các bộ hồ sơ của Mac Home ấy, động vào đâu thì cũng đều có những chi tiết, động vào đâu cũng có bóc tách hết. Đây là một trong những cái bộ hồ sơ rất là chi tiết rồi, nên là quý vị có thể hoàn toàn yên tâm nhé. Tiếp theo thì sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về phần hồ sơ kết cấu của công trình. Đa số thì quý vị có thể nhìn thấy công trình này của chúng ta, quý vị có thể nhìn thấy công trình này của chúng ta thì sẽ được sử dụng là móng băng bê tông cốt thép. Giải pháp kết cấu phần thân thì sẽ là hệ khung dầm bê tông cốt thép. Kết cấu sàn gồm các ô bản sàn bê tông cốt thép toàn khối dựa trên các dầm khung và dầm phụ kết hợp cùng với đỡ tường ngăn. Trong bảng hồ sơ kết cấu này ta có thể đọc có rất nhiều cái này: khoảng cách thép trụ lực này, chi tiết cốt thép giá đỡ thép trụ lực này, cấu tạo đai cột và dầm, chi tiết thép gia cường lỗ. Nói chung là trong mỗi một bộ phận thì đều được chúng tôi bóc tách vô cùng chi tiết rồi. Và khi mà bác thợ của chúng ta chỉ mới biết đọc bản vẽ chẳng hạn, chỉ phải nhìn vào đây thì nói chung là rất là dễ hiểu. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có cái bảng thống kê cốt thép được từng phần này, là nhằm định lượng được cái số lượng cốt thép chúng ta cần phải chi trả này, tránh phát sinh chi phí dẫn đến tốn kém cho chủ đầu tư. Đấy. Tiếp theo là về cái hạng mục điện nước. Về phần điện nước này thì sẽ là một cái yếu tố quyết định đến cái sinh hoạt hàng ngày của gia đình nó có thuận tiện hay không. Trong này thể hiện rất là đầy đủ này, từng những cái mục khác nhau. Ở đây chính là khu vực điện này, có mặt bằng chiếu sáng thông gió này. Rồi, căn nhà này 4 tầng nữa, và căn nhà này 2 tầng một tum. Đấy, có mặt bằng này, bù chiêu cắm internet này, tầng 1 này. Đấy, tất cả những đường dây cáp như thế này đều được để trong những cái ống gen D20. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cái phần dự toán ở công trình. Trong một bộ hồ sơ bất kỳ thì dự toán sẽ là một cái phần không thể thiếu để quyết định đến cái giá trị của công trình này. Ở đây thì sẽ là cái cơ sở để cho chủ nhà này có thể là nghiên cứu, làm việc cùng với lại công ty. Và bên cạnh đó thì khi quý vị có thể nhìn thấy vào đây, chúng ta bóc tách này hết tất cả này, những cái khối lượng này, ví dụ như bê tông như thế nào, đấy, rồi sắt thép sử dụng như thế nào, thép bao nhiêu như thép Hòa Phát này, Úc Nguyên, Việt Úc, Việt Thái này. Đấy, rồi gạch sử dụng gạch gì, tất cả thì đều có đơn giá và thành tiền ở đây hết. Sau đó thì đây, quý vị có thể nhìn thấy ạ, trong cái bản hồ sơ về dự toán của chúng tôi ạ, đã chỉ định hết tất cả đầy đủ này, tùy những cái phần như thế nào, đấy, sử dụng loại gạch gì này, rồi ốp chất liệu gì này, tất cả đơn giá và thành tiền hết ở đây rồi. Đấy, nên là quý vị chỉ cần là đây, đây là phần bên điện nước này, nên là quý vị chỉ cần nhìn vào đây thôi là có thể biết được rồi. Bên cạnh đó thì khi mà quý vị làm việc trực tiếp với Mac Home á, thì sẽ được là một đội ngũ hướng dẫn này, lý giải, giải thích xây dựng là một ngôi nhà thì sẽ tốn kém hết bao nhiêu viên gạch này, bao nhiêu cây thép, bao nhiêu bao xi. Và khi này mà xong ra thực tế á, thì chủ nhà sẽ thấy nó đúng y hệt, bởi vì chúng tôi đã tính toán trên máy móc thiết bị rồi, nên là sẽ chính xác tuyệt đối quý vị ạ. Và đó chính là toàn bộ công trình của nhà anh Lê Quang Vinh, có địa chỉ tại Quang Hanh, Cẩm Phả, Quảng Ninh. Và nếu như mà quý vị nào mà đang có nhu cầu thiết kế và thi công trọn gói á, thì hãy nhanh chóng liên hệ các số hotline của chúng tôi để nhận tư vấn sớm nhất. Còn bây giờ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.